Các bạn thân mến, đã là người Sài Gòn thì không ai là không biết tới cái tên Khám Chí Hòa, một nơi được dùng để giam giữ phạm nhân, nghi phạm của những vụ án khét tiếng Sài Gòn. Cùng với lối kiến trúc trận đồ bắt quái mà các phạm nhân khi đã bước qua cửa tử thì coi như là không có đường ra. Rất nhiều câu chuyện ly kỳ về ma quỷ là linh hồn không siêu thoát của những phạm nhân chết tại đây đã được truyền tai từ đời này sang đời khác. Sau đây sẽ là lời kể của một cán bộ công tác tại Khám Chí Hòa. Ông kể lại rằng, đã làm cán bộ hay phạm nhân ở Chí Hòa là đã phải gặp ma, đã nhiều lần bị bóng đè. Nó dọa không sót một ai cả, nhất là buổi trưa. Ngồi làm việc, tự nhiên có cái bóng trắng, tóc đen dài, là là vào phòng, đi loanh quanh rồi đến đứng ngay cạnh mình như đồng đội, đồng chí. Hoặc không, nó cứ đứng đằng xa, rồi dần tới ngay sát cửa, nhìn chằm chằm vào mình. Cứ đến giữa trưa thì là như thế. Mà không làm việc, chợp mắt xíu cũng chẳng yên, vì cứ chợp mắt là lại bị bóng đè. Thoát ra được, mở mắt ra thì thấy con ma đứng dưới chân mình. Con ma không có mắt, mặt trắng bệch, hai làn tóc đen dài. Cứ ngủ trưa là bị bóng đè, như thói quen của các cán bộ ở đây. Nghe dân gian đồn rằng, để dao kéo dưới gối hay là tụng kinh để cây thánh giá rồi bỏ tỏi sát bên người sẽ xua đuổi được ma quỷ. Các cán bộ ở đây cũng làm theo, nhưng mà dường như chẳng ăn thua với những con ma ở Khám Chí Hòa. Chẳng những thế, những con ma ở đây còn đôi lần đi tuần tra dùng các cán bộ. Đến khuya là cứ bay là là quanh các khu giam giữ. Các phạm nhân dù đã quen với điều đó, nhưng vẫn cứ sởn gai ốc, không ngủ được, cũng im thin thít, không dám hó hé gì. Ở trong trại có một căn buồng mà bất cứ phạm nhân nào cũng sợ. Cứ nói vi phạm kỷ luật sẽ bị bắt giam trong đó, thì ai nấy đều sẽ răm rắp nghe theo. Có lần, một phạm nhân mới vào trại, rất hung dữ, tuyên bố chết còn không sợ, chứ sợ gì ma cỏ. Thế là các cán bộ bèn nhốt hắn vào trong căn phòng đó. Đêm hôm ấy, cả trại mất ngủ vì tiếng thét của phạm nhân kia, nhưng chẳng ai dám lại gần. Sáng mở buồng ra, tên phạm nhân ngồi bó mình nơi xó buồng, mặt không còn một giọt máu, hỏi gì cũng chỉ run run, dạ dạ. Về sau hắn ngoan hẳn. Chi tiết trong phòng thế nào thì không ai biết, và cũng không muốn biết. Đáng sợ nhất ở Khám Chí Hòa, theo lời các cán bộ tại đây, là lũ ma trẻ con. Một buổi chiều tà, khi các cán bộ đang ngồi uống nước dưới gốc cây, tự nhiên có một lũ trẻ con từ đâu chạy ra sân. Tiếng tụi nó cười díu xít, rồi lại khúc kha khúc khích. Mặt đứa nào cũng hớn hở lắm. Lũ trẻ con chạy rượt nhau ngang qua chỗ các cán bộ, chạy ra đến cổng rồi biến mất, tan vào không khí. Có một anh vừa châm điếu thuốc, lũ trẻ con chạy qua xong thì bừng tỉnh, vì cái điếu thuốc đó chạy tới hết đầu lọc, làm bỏng cả tay. Từ chỗ mọi người ngồi ra đến cổng thì chỉ có 30 đến 40 mét mà thôi, mà lũ trẻ con kia nó chạy nữa, thì làm sao mà hết cái điếu thuốc chỉ mới hút được một hơi rồi để không như vậy. Ngồi chứng kiến xong, mọi người chỉ còn biết nhìn nhau, không ai nói một lời nào. Trời hôm đó tự nhiên tối nhanh hơn mọi ngày. Từ đó trở đi, nếu không bắt buộc vì công việc phải túc trực ở trại, các cán bộ ra quán cà phê trước cổng ngồi. Quý vị thân mến, một số nhà nghiên cứu tâm linh cho biết rằng linh hồn của những người qua đời tại đây vẫn bị bắt quái giam giữ, cho nên là không thể siêu thoát. Chúng cứ lẩn vẩn ở đây nên âm khí rất nặng nề. Người ta đồn đoán rằng có khí bay lên thấu trời cao, do vậy thường xuyên có sấm sét đánh bể một góc
để khai một cửa sinh, cho oán khí được thoát ra, người chết được siêu thoát. Và cũng có một thông tin cho rằng chính Tổng thống Ngô Đình Diệm cũng tin chuyện này là có thật. Ông cho mời một thầy địa lý rất cao tay nhằm hóa giải một phần trận đồ này. Và sau đó, một trong 8 góc nhà của hình bát giác đã được san phẳng, phá vỡ tính hoàn hảo của bát quái, thuận theo ý trời là mở một cửa sinh cho các linh hồn được bay đi. Trong khi đó, một số nhà khoa học thì cho rằng bên dưới của tòa nhà có thể là mỏ quặng, khiếng sét hay đánh trúng khám chí hỏa. Có lẽ khi lắng nghe những câu chuyện này thì một số người sẽ cho những chuyện âm khí, oán khí hay là chuyện sét đánh có người chết bất thường chỉ là những điều mê tín, là sự trùng hợp bị thổi phồng lên, thậm chí còn nghĩ rằng khoa học đã phát triển để có thể giải thích được những hiện tượng này. Nhưng mà nếu như bạn đặt chân tới đây, một mê cung không còn khái niệm phương hướng, không gian và thời gian, ngắm nhìn mô hình trận đồ bát giác hoàn hảo, thì chắc chắn bạn sẽ tự nhủ rằng còn quá nhiều điều bí ẩn chưa thể giải đáp ở khám chí hỏa.